Từ một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, sau khi mắc căn bệnh hiếm gặp, cô bỗng trở nên khác lạ. Các nét trên khuôn mặt bị biến dạng, đầu các ngón tay gần như hoại tử, cụt đi toàn bộ. Tôi rất là sốc vì là mình không nghĩ là tại sao mình lại mắc phải cái căn bệnh như thế, và một cái bệnh nó lại rất là oái oăm. Lúc đấy mình cảm thấy rất là bế tắc. Từ 42 kg, nay cô chỉ còn vỏn vẹn khoảng 30 kg. Phụ huynh học sinh thì khi mà nhìn thấy mình thì đầu tiên là phụ huynh người ta đâu có cảm nhận là ô, không hiểu cô giáo này thì dạy gì, cô giáo này có chăm được con mình không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cô giáo Nguyễn Phương Anh cũng là nhân vật chính mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Một người phụ nữ rất nghị lực, đã vượt qua mọi khó khăn, đau đớn và cả những rào cản về ngoại hình để thực hiện ước mơ và truyền rất nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ. Quý vị và các bạn hãy cùng tôi đến gặp gỡ cô giáo đặc biệt này nhé. Những giờ đứng lớp đầy hoạt náo, năng nổ như thế này là ước mơ mà chị Nguyễn Phương Anh đã cố gắng thực hiện và vẫn luôn không ngừng nỗ lực để duy trì. Thân hình gầy gò, luôn phải chịu đựng sự đau đớn và suy yếu về sức khỏe do căn bệnh kỳ lạ. Nhưng suốt buổi dạy, không lúc nào chúng tôi thấy nụ cười và tinh thần lạc quan của chị Phương Anh biến mất trên khuôn mặt. Dù đôi bàn tay đã bị hoại tử và cụt gần hết các đầu ngón tay, nhưng điều đó vẫn không ngăn được cô giáo Phương Anh dạy các con tập viết, tập vẽ, ca hát và nhảy múa hàng ngày. Vẽ gì nhờ? Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thì ngoài dáng vẻ gầy gò và có phần thiếu sức sống, dường như chị Nguyễn Phương Anh không có nhiều khác biệt so với mọi người. Thế nhưng tìm hiểu mới biết, chị Phương Anh từng là cô gái có sức khỏe tốt, khuôn mặt xinh xắn và ngoại hình ưa nhìn trước khi phát hiện mắc bệnh xơ cứng bì toàn thể, một căn bệnh hiếm gặp, không xác định được nguyên nhân. Căn bệnh quái ác này đã khiến cho người phụ nữ trẻ biến dạng hoàn toàn các đường nét trên khuôn mặt, nội tạng cũng bị xơ hóa, các chức năng của thận, tim, phổi hay đại tràng bị suy yếu nghiêm trọng. Chính bởi vậy mà sức khỏe chị ngày càng yếu đi, cân nặng cũng giảm sút theo từng ngày. Tôi là bị bệnh xơ cứng bì toàn thể. Và đã bị suốt 20 năm nay rồi. Và bệnh này khi mà bắt đầu bị là không ai biết đó là bệnh gì, không rõ nguyên nhân tại sao. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi có đi đến khám một số bệnh viện thì phát hiện ra là bệnh xơ cứng bì toàn thể. Và bệnh này rất là hiếm gặp, ít gặp. Và đã bị bệnh này thì hầu như là bị thay đổi về hình dạng, về khuôn mặt biến dạng đi. Và cơ thể bên trong cũng bị rất là nhiều tổn thương ở bên trong nội tạng. Mùa đông thì đau nhiều hơn, cũng bị lạnh là sẽ đau nhiều hơn. Các cái xương, rồi máu nó không lưu thông. Nó đang bị hoại tử ấy. Nó đang hoại tử dần dần, co quắp lại. Thời điểm chị Phương Anh mắc bệnh lạ là năm chị 18 tuổi. Lúc đó những ước mơ về cánh cổng đại học hay nghề nghiệp của chị gần như đóng lại vì phải nhập viện điều trị. Ngày chị soi mình trong gương sau chuỗi ngày chịu đau đớn ở bệnh viện, chị không tin nổi vào mắt mình vì với những biểu hiện ban đầu, chị chỉ nghĩ mình bị bệnh da liễu. Nhưng sự thật, căn bệnh này lại khiến cả khuôn mặt và cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn. Thật sự là lúc đó tôi rất là sốc vì là mình không nghĩ là tại sao mình lại mắc phải cái căn bệnh như thế. Và một cái bệnh nó lại rất là oái oăm. Và mình lúc đấy mình cảm thấy rất là bế tắc, nhiều lúc rất là buồn. Mình bị cái bệnh này nó lại không như những bệnh khác mà nó lại biến dạng về cơ thể và khuôn mặt cũng như hình thức. Vì ngày xưa mình là một cái cô bé rất là nhỏ nhắn, cũng là xinh xắn, dễ nhìn. Nhưng mà sau khi bị bệnh mình đã bị thay đổi từ khuôn mặt này, cơ hàm cũng bị co kéo. Làm răng nhô ra này, xong rồi mắt mũi cũng bị co, chân tay thì bị hình như là hoại tử và đen sạm đi, gầy tong teo ấy, thì mình rất là cảm thấy tự ti với cơ thể. Nhiều lúc mình ra đường mình cũng rất là ngại. Mình ngày xưa ấy, tôi là ước mơ là một nghệ sĩ nhiều hơn là một cô giáo.
Ngày xưa khi mà 18 tuổi, mình đang mơ ước là mình sẽ làm một diễn viên hài. Thế xong mình đã có tham gia những cuộc thi và cũng đã thi đỗ. Nhưng mà về bố mẹ cũng bảo là bây giờ con yếu thế này ấy, thì là con nên làm một cái công việc gì đấy nhẹ nhàng cho bản thân hơn. Vì là nghệ thuật thì không thể nào mà sức khỏe yếu. Thì ra sau đó mình đã suy nghĩ và nghĩ là mình cũng có thể múa, cũng thể hát. Và lúc đó thì mình nghĩ ngay đến cái nghề nghiệp đó là cô giáo mầm non. Mình vẫn được đến trường, mình vẫn được vui vẻ, vẫn được múa, vẫn được hát với cả các con. Thì tự nhiên khi mình vào nghề thì bắt đầu mình thấy yêu nghề hơn, yêu công việc của này mình hơn. Liên tục phải điều trị trong nhiều năm, đến thời điểm hiện tại, chị Phương Anh vẫn chưa thể dừng điều trị vì căn bệnh vẫn không ngừng phát tác. Suốt 20 năm qua, những tổn thương về ngoại hình vẫn khiến chị Phương Anh không dám có một tình yêu cho riêng mình. Sau trường học thì bệnh viện là nơi chị lui tới thường xuyên nhất. Chị cũng không dám có một mối quan hệ sâu sắc với ai vì sợ cuộc đời bệnh tật của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng chị không cho đó là điều bất hạnh vì chị luôn hài lòng và chấp nhận sống cùng bệnh tật. Sức khỏe của tôi thì dạo này nói chung là càng ngày càng có sự tiến triển xấu. Và mình đã bị sút cân rất là nhiều. Ngày xưa mình tầm hơn 40 cân, nhưng bây giờ mình chỉ có tầm 30 cân thôi. Sức khỏe thì ngoài bị biến dạng ở ngoài ra thì mình còn bị tổn thương ở nội tạng bên trong rất là nhiều. Thật ra thì đầu tiên mình rất là sốc. Sau đó thì mình nghĩ là tính chắc là mình cũng vô tư ấy, tính là vô lo vô nghĩ, thành ra là mình cứ vô tư thôi. Mình cứ nghĩ là mình chấp nhận, mình bệnh đã đến với mình rồi thì mình chấp nhận với nó. Và mình từ lúc đấy trở đi thì mình cũng cảm thấy là mình cũng phải vui vẻ thôi, sống tiếp. Đấy chắc là cũng là do tính cách của mình nó quá vô tư ấy, nên thành ra là mình cũng cảm thấy là rất là vui vẻ với những cái điều đấy, mình đánh chấp nhận thôi. Với vẻ ngoài khác lạ, không ít lần chị Phương Anh đối diện với những cái nhìn chăm chăm từ người lạ. Thậm chí nhiều phụ huynh còn tỏ ra ái ngại khi gửi con cho chị chăm sóc. Thế nhưng bằng chính tinh thần lạc quan, yêu trẻ, yêu nghề mà bây giờ chị lại được không ít phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu mến. Dù liên tục chịu đau đớn từ bệnh tật, nhưng chị luôn biết ơn vì còn được sống và làm việc. Chưa bao giờ chị Phương Anh để sức khỏe làm ảnh hưởng đến công việc ở trường. Cũng chính vì vậy, cô giáo Phương Anh luôn nhận được sự tin yêu, hỗ trợ, giúp đỡ hết sức nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp ở trường mầm non Vĩnh Tuy. Cô Phương Anh là một giáo viên rất có nghị lực ở trường với cái tình trạng sức khỏe của cô như thế. Nhưng mà trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì cô luôn là cái tấm gương, là cái hình mẫu để cho chúng tôi học tập về nghị lực trong cuộc sống. Mặc dù bệnh tật của cô như thế nhưng mà cô vẫn rất là lạc quan. Trong công việc thì vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà thậm chí lại còn rất là nhiệt tình với tất cả các đồng nghiệp trong những cái lĩnh vực chuyên môn. Hỗ trợ hết mình với các con thì cô cũng rất là yêu trẻ. Khi tôi về trường này thì cô Phương Anh đã công tác ở đây rồi. Thì chị em cũng có duyên chơi thân với nhau hơn mức bình thường và cũng thường xuyên chia sẻ những cái chuyên môn trong ở trường và ngoài cuộc sống thì chúng tôi cũng rất là thân thiết, cũng thường xuyên chia sẻ công việc cũng như cuộc sống với nhau. Với chị Phương Anh, điều chị mong ước lớn nhất ở thời điểm hiện tại là làm sao để có thật nhiều sức khỏe để đấu tranh với bệnh tật, để tiếp tục sống, tiếp tục đi dạy, truyền cảm hứng tích cực cho những người có hoàn cảnh tương tự như chị, tiếp tục tin vào chính mình. Vì dù có đau đớn khổ sở như thế nào đi nữa, chỉ cần còn sống thì cuộc đời vẫn tươi đẹp và không có khó khăn nào mà con người không thể vượt qua. Được cái là mình được một gia đình rất là yêu thương. Mọi người trong gia đình thì từ khi mình mắc bệnh đến giờ thì luôn luôn giúp đỡ và tạo điều kiện mọi thứ để giúp đỡ mình. Từ các công việc nhà đến các công việc nhỏ đến những việc lớn thì tất cả những người thân trong gia đình thì luôn giúp đỡ và bao bọc mình, cố gắng giúp để sao cho mình có thể là có cái tinh thần tốt nhất để tiếp tục sống. Thật sự đến giờ thì mình vẫn tự ti đấy, chứ mình cũng không vượt qua được đâu. Nhưng mà thật ra thì mình cứ phải đấu tranh
đấu tranh với chính bản thân mình là mình sẽ phải cố gắng. Mình cứ vui vẻ, mình cứ tiến lên phía trước thì mọi thứ sẽ qua thôi. Từ câu chuyện của tôi thì tôi nghĩ là gửi đến những người đang tự ti và những người mặc cảm hoặc những người đang bị bệnh như tôi thì hãy nghĩ là trong cuộc sống này thì có rất là nhiều điều khác. Mình hãy bỏ qua những cái tiêu cực ở trước mắt đi và nghĩ đến những cái tích cực ở trong tương lai. Đam mê vào những điều mà mình thích thú, có hoạt động ngoài hoặc là vui vẻ với bạn bè thì mọi thứ sẽ đến vui vẻ với mình hơn.